Chào chị. Chào em. Chào em. Dạ. Hai mẹ con vừa làm xong. Em là làm xong rồi, còn hôm nay em đưa mẹ đi là mới làm xong nửa mặt thôi chị. Đang cho mẹ sơn làm. Cảm ơn chị với lại em để mà đã... em thấy đẹp. Công nhận là bên đây em thấy đẹp hẳn luôn á chị. Khác hẳn luôn á. Cứ kêu chị đi mà chị sợ quá. Trời ơi, ôi đây là con dâu chứ phải con ruột à? Con dâu. Em ơi, vậy nhất em nó có nghĩa là mẹ phải cư xử như thế nào mà để mà con dâu yêu quý như vậy, là chứng tỏ chị cũng phải là biết gọi là tâm lý lắm đúng không chị? Chiều em đó. Từ nhất em rồi đó. Cũng phải động viên mẹ đi làm đẹp. Cứ quần quật làm suốt ngày mà không gọi là không để ý đến bản thân. Khi em bảo đi rồi thì cũng phải động viên em bảo thôi tuổi này đẹp làm gì rồi, sợ đau rồi, sợ đủ rồi. Thấy già rồi không muốn làm mà làm thấy sợ đau quá không dám làm. Chị ơi, mà cái con dâu nó kêu biết đúng chị rồi. Tự nhiên là thế hệ của các bạn trẻ bây giờ hay lắm chị, ví dụ như có công nghệ gì là các bạn lên mạng, các bạn search trên Google vì nó là sản phẩm quốc tế, nó sẽ có nằm ở trên đó, các bạn sẽ hiểu. Còn như thế hệ ví dụ như chị em mình là cũng cứ nghĩ rằng nó đi vô thẩm mỹ viện phải dao kéo rồi phải mổ xẻ đó, nên mình sợ. Chị sợ mà chị thấy đâu có gì đâu, chị thấy lửa mặt rồi chị thấy đâu có gì đâu chị. Nằm lên đây nè, sợ run. Thì đúng rồi, mới mà khi làm rồi á thấy nó đẹp trẻ ra luôn. Mà vấn đề là chị thấy chị có thấy đau tí nào không? Đau đó, nằm ngon lành á chị ha. Nằm yên thấy nó nhẹ nhàng lạ thư giãn. Mà em thấy mới làm xong là cái nhất là cái rãnh đó bên đây thì còn chưa được cải thiện, còn bên đây là nó có bớt rất nhiều. Nhưng mà chị ơi, cái này nó mới chỉ được có một ít thôi đó nha chị, tại vì lúc mà mình mới điều trị xong thì những cái collagen nào nó yếu thì nó lại khỏe lại, còn cái nào đứt gãy rồi thì nó sẽ cần thời gian để tăng sinh. Thì như vậy chị phải chờ thời gian, cứ như là đến 6 tháng nó sẽ đạt được 100%, có nghĩa là càng ngày càng đẹp. Collagen mình chỉ có miêu tả như cái cây vậy đó, mình có cái dinh dưỡng thì cái cây nó khỏe, nhưng mà có những cái cây mà nó đổ rạp xuống rồi thì mình cần thời gian để cho nó được tăng sinh lại. Thì collagen chị có thể tưởng tượng nó như vậy, nghĩa là đến tháng thứ 6 nó lại còn đẹp hơn cho chị bây giờ nữa. Bây giờ là chị đã thấy nó khác biệt so với bên đây rồi ha, khác hẳn đó ha. Cái mặt căng căng. Bây giờ chị mà chịu cái gương mặt, nửa gương mặt này đến 6 tháng sau là chỗ em thật là hai người khác nhau đó. Con dâu nói lắm chị mới đi chứ chị nhát như vậy sợ lắm. Sợ đâu. Thôi lần sau là không cần con dâu nói, đến định kỳ là rủ con dâu đi luôn, chứ không mình chủ động luôn. Thế sao là dâu mới cho mẹ đẹp. Đó, thương nó điểu cho mẹ lắm. Phải công nhận là thế là cả nhà mình hạnh phúc ghê đó nha. Mẹ chồng thương con dâu mà con dâu thì lại yêu quý mẹ chồng. Mẹ chị mà. Mẹ đi đi. Làm đẹp trẻ ra về cho bố nhìn không ra đó chị. Phải cho bố chồng hết hồn luôn chứ không chị. Thực ra không tuổi nào mình cũng chăm được hết như các bạn trẻ, thì các bạn may mắn hơn mình vì công nghệ cũng có khoảng độ chục năm nay thôi. Thành ra các bạn trẻ làm từ bây giờ thì cái tuổi trẻ các bạn giữ được lâu. Nhưng mà mình á, bây giờ mình làm cũng không muộn chị. Đến khi 5 năm, 10 năm nữa chị vẫn giữ như bây giờ và thậm chí còn trẻ hơn. Chị cứ nghĩ là làm đau lắm, sợ không dám chị đi không chị thấy không bây giờ phấn chấn rồi ha, mới vào thì run. Yeah. Từ cái làm rồi cái thấy sao nhẹ nhàng quá. Đúng chị ơi, anti aging nó không chỉ là cho da mặt không đâu, còn có thể do cổ nữa này, cho các vùng khác nữa. Thì nếu như mà chị làm bị thích rồi thì sau này chị có thể chị mình chăm sóc những cái vùng khác, tại vì da nào cũng là da mà. Đó, trẻ rồi hôm nào đi làm cổ luôn. Toàn diện luôn, mặt toàn diện là đó cổ, là đẹp toàn diện, giấu tuổi con cổ là chị. Đúng rồi. Còn em làm em thấy sao? Thôi em thích lắm chị, tại vì là em cũng tìm hiểu rất là kỹ. Như chị nói vậy là em cũng phải lên rồi sờ này tất cả các công nghệ bây giờ. Em thì đặc biệt là không thích dao kéo, bởi vì thực ra là bản chất mình muốn giữ cái nét của mình, nhưng mà mình cũng phải muốn trẻ hóa lại. Như em là bắt đầu đến tuổi bắt đầu thấy là nhăn rồi, trùng rồi, thì em là phải đi làm luôn. Chị thấy không? Các bạn thông minh ghê không? Có nghĩa là làm cái thời mình không có làm đây là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mà thực sự ra mà nói, em có một cái tài liệu chia sẻ rõ ràng đó là cái tốc độ lão hóa trong cơ thể của mình nó khác nhau nha chị. Tự nhiên não, tai hay là những cái bộ phận như là tim ở lão hóa có cái 50, có cái 60, có cái 70. Nhưng mà riêng da lão hóa bắt đầu từ tuổi 18. Cái này là chứng minh khoa học chứ không phải là em nói đâu chị. Dạ, 18 mình nói ủa tuổi 18 trăng tròn mà tại sao bây giờ bắt đầu tiến trình lão hóa. Nhưng mà khi mà các nhà khoa học họ soi da, họ thấy được rằng đây là tiến trình collagen, elastin bắt đầu mất dần rồi chị. Từ năm 18 nhưng mà mình chưa nhìn thấy, bởi vì cái tiến trình nó diễn ra rất là chậm.
em hay nói là giống như một cái bàn, cái ghế chẳng hạn, khi mà cái muối mọt nó mới ăn một chút thì chị vẫn thấy nó còn ngon lành, nhưng mà thực ra cái tiến trình nó đang bị ăn rỗng hợp trong, đang bắt đầu rồi nhưng mà chưa thấy. Thế khi nó ăn hết rồi rỗng sụp xuống thì collagen cũng vậy, đến lúc đó là trễ rồi, khi mà nó sụp là bắt đầu trễ. Nhưng mà dù sao đi nữa, tuổi nào mình cũng chăm sóc thì nó cũng sẽ được hồi phục. Mình mà chị sống con đời duy nhất thôi, phải chăm đâu có buông được cây thì cây dạ, đó, tươi, đó chị đó đó chị đó, cái cây nó còn tươi huống hồ là người ừ, mình rồi. Người không chăm cũng héo chị. Anh đến tuổi này em sợ quá phải đi làm, mà muốn làm lâu rồi nhưng mà muốn động viên mẹ nên là chờ mẹ đồng ý là đi cùng, đi cùng mẹ sau này đỡ hơn. Con dâu đi cùng mới không sợ đấy. Thì em biết, vậy là chứng tỏ là phải con dâu làm trước. Đúng. Mẹ ngồi mẹ làm quan sát viên, nhìn trước thôi, con dâu không ré, không la, không nhảy xuống giường, không gọi là ỉ ôi thì bắt đầu mới tự tin làm được nửa cái mặt. Sợ lắm, chị sợ lắm. Dạ. Dâu không biết, chị biết đi. Dạ, đúng rồi đó chị, nhưng mà thực ra em hy vọng rằng chị làm riết chị thấy đẹp với chị ghiền em. Em cũng đẹp quá, chị thấy em á đẹp lắm, chị mới thích đấy. Dạ em cảm ơn chị. Thực ra em cũng mê mấy công nghệ này lắm. Thực ra là em không được như là công dâu chị hoặc là như chị, bởi vì cái hoàn cảnh của em là em phải quay phim ở ngoài nắng, mà chị biết là nắng ở ngoài nó táp vô cái da mình, nó hại da kinh khủng lắm. Em không nhờ những cái anti aging này là em cũng tiêu rồi đó chị. Nha, thực ra em vì đương nhiên mình chăm là một chuyện, nhưng mà mình cái tính chất công việc mình nó lại bị hơi tàn phá một chút. Thành ra là mỗi lần em đi làm việc kiểu hơi quay hơi nhiều về lại phải dưỡng lại. Dạ. Cũng phải có sự bảo trì. Bảo trì đúng rồi, còn như của em hay là của mẹ là được cái là mình cũng không bị gọi là phơi nắng như em. Thành ra nó sẽ giữ được cái kết quả lâu dài hơn em nữa cơ, mà lại còn hiệu quả hơn. Lựa chọn địa điểm là em có thể lựa chọn. Biết chị Thanh Mai này. Dạ. Mẹ thấy không? Trẻ bao nhiêu năm vẫn vậy. Mê Thanh Mai đấy. Đến tìm hiểu là biết chị Thanh Mai là có cái cơ sở BB Thanh Mai. Nên là con cũng thấy rất là uy tín rồi. Đúng rồi. Biết mẹ sợ như vậy là cũng phải tìm nơi không đụng dao kéo gì cả. Và tất cả những công nghệ này là công nghệ mới, nên là mình đi làm là đã được FDA các thứ kiểm chứng. Đúng nên rồi là con chị. Yên tâm để con dẫn mẹ đi. Đầu tiên là bởi vì em cũng làm cái nghề này 23 năm rồi, từ năm 98 rồi đó chị. Dạ. Nhưng mà trước đó thì chưa có công nghệ đâu, trước đó mình làm spa thôi. Dạ, lúc đó là đi về mỹ phẩm nhiều, nhưng mà sau này mình thấy mỹ phẩm nó không có tác dụng sâu. Mỹ phẩm nó tốt nhưng mà nó chỉ trên bề mặt da, nó rất là tốt, mình cần dưỡng ẩm, nhưng mà bảo để tăng collagen, tăng elastin, săn chắc cơ thì nó làm không nổi. Là bởi vì nó phải đi sâu dưới lớp 4.5mm, sâu dưới lớp hạ bì, thì kem dưỡng nó chỉ nằm trên bề mặt thôi chứ nó không thể đi sâu như vậy. Thì chỉ có máy móc, chị thấy hôm nãy lúc chị làm chị có cảm giác là nó đi, nó bắn sâu ở bên dưới da của mình đó. Thì nó mới xuyên qua cái lớp da trên bề mặt, nó đi sâu lớp hạ bì và trung bì để nó kéo collagen lên, nó săn chắc cơ lên. Thành ra máy móc nó mới làm được cái điều này. Thành ra là vì từ đó là em chuyển từ là từ spa sang chuyển lên là clinic để có thể có máy móc điều trị hiệu quả hơn cho khách hàng. Mà hên là mình sống ở thời đại này là mình có công nghệ cho mình dùng, chứ thật sự là 10, 20 năm trước là mình cứ để có những sinh lão bệnh tử, để cái tuổi già nó trôi đi mà trong buồn bã. Chị em mình chỉ tiếc muối thanh xuân, bây giờ không có cái gì tiếc hết chị, cái gì cũng mua được hết á, là mua được thanh xuân, mua chị được là do mình đúng không, cho mình hết chị, do tinh thần đúng mình, do rồi. Công nghệ, do mình chịu chấn thân, hoặc là do làm sao mà có con dâu mà có mẹ chồng đó. Có con dâu tuyệt vời như vậy là dẫn mẹ chồng đi biết đó. Chị mới đi giờ nhìn thấy sao ghiền trẻ là mới được nửa mặt thôi mẹ, là mặt bên kia là chắc con không nhận ra quá. về nhà bước vào nhìn ông ra. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.